được. Nhưng mà Gino sẽ tháng 6 mùa hè nóng tháng lắm. Tháng 6 mùa hè cái gì bây giờ mà phủ ở trên đây luôn đi nè. Đó rồi đó, gì được rồi chưa? Cánh quá. Qua qua qua, ôi là la, chào tất cả chị em đã quay trở lại với bà bầu dê dê nữa rồi nè. Đó, trời ơi, hôm nay thấy bụng của bà bầu cũng bự dữ hả mấy kêu. Hôm nay Gino đã được gần 7 tháng rồi đó cô chú ơi. À, rồi bởi vậy nay bà dê quyết định là hả, bữa giờ dê sắm rất là nhiều đồ cho Gino rồi. Nên mình sẽ inbox cho mọi người xem. Trời đất ơi, công những cái giường bông của anh Đức trồng nhiều cây dễ sợ. Mà không có cái bông nào hết trơn. Rồi cũng lạ giờ mới kêu rồi. Ok luôn. Thì hả, hôm bữa tới giờ là mấy bà rất là hóng những cái vlog của tôi. Nên hả, tôi muốn hỏi mấy bà là hả, mấy bà muốn về quay về chủ đề gì và quay cái clip nào á, thì nhớ comment phía dưới cho về biết nha. Ok. Qua qua qua, trời đất ơi. Đó, như mọi người đã thấy, đây là tất cả những cái món đồ á mà của Gino đã vừa mới về luôn. Nhưng mà nhiêu đây thì cũng chưa về hết đâu mấy kêu. À, bà Gia quyết định là sẽ làm thêm nhiều clip inbox đồ của Gino nữa nè mọi người, nhớ chờ đón nha. Nhưng mà trước khi inbox đồ này á thì mọi người đừng quên là nhấn like subscribe để ủng hộ kênh của bà bầu Gia Gia đạt được 3 triệu subscribe. Bây giờ mình sẽ có 5 giây để nhấn like nha mấy kêu. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Chủ yếu những cái món đồ hôm nay về inbox á là sẽ trang trí nồi cho Gino. Mà cái nồi đâu trời? À, bà Dê nhớ rồi, hôm bữa tôi có mua cái nồi củi nhưng mà lộn màu. Bởi vậy tôi bắt ông Đất là phải sơn lại cái màu của tôi yêu thích. Ủa mà bà kiếm tôi chi vậy? Cái nồi đâu? Quá trời quá đất luôn mọi người. Từ hôm bữa tới giờ đã nói biết bao nhiêu lần. Cái nồi đây. Hết phòng rồi. Wow, công nhận cũng khéo tay dữ ha. Nhưng mà tôi thấy thiếu. Thiếu cái gì nữa? Chỗ đâu nhỏ nó nằm. Nè, nằm dưới đây của tôi nè. Tủ lạnh sao nằm được? Nằm trên đó nó mát đỡ tốn mới lạnh. Trời ơi tào lao. Cái giường của Gino đâu? Giường của Gino đây. Là nó nằm được rồi. À, giờ mới với mọi người vậy thôi chứ tôi đã sơn cái giường cho Gino đẹp rồi nè, thấy chưa? Ta 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 ta. Trời đất ơi, công nhận đẹp dễ sợ, cái màu trắng tinh khôi nha. Đúng rồi. Xoay vòng coi coi anh. Ok là luôn. Ê khoan, xoay ngược lại cái coi. Ủa sao vậy? Đẹp luôn mà. Cái gì vậy trời, sao không sơn luôn cái chỗ này đi? Hết sơn. Trước đó thì cái nồi này nó có cái màu nâu nâu, nhưng mà bà Dê nhìn thấy nó hơi cũ á, nên bà Dê quyết định là sơn màu trắng lại cho nó sang. À đây anh Đức sơn lại nè, đó có điểm mấy cái dấu vết đồ rất là đẹp luôn nha mọi người, rất là lạ luôn. Rồi điểm lên tám luôn. Ủa sao sơn chưa khô vậy? Lỡ nhỏ nằm nhỏ dính người sao? Yên tâm đi, 3 tháng nữa là khô rồi. Ok là luôn, bây giờ bà Dê với anh Đức sẽ gắn cái giường vô nơi nha mấy kêu. Anh Đức. Trời ơi, chung vậy trơn vậy trời. Ủa cái này phải bẹt ra đúng không anh? Đúng rồi, đúng rồi, anh đừng có đi đâu đó thôi. Tiếp theo bà Dê sẽ đặt cái nệm vô. Trời đất ơi. Lấy ra đi anh. Five minutes later. Ủa sao nó không vội gì bê? Ủa em nhớ em đặt sơn 120 x 60 đúng rồi mà ta. Ừ. 120. Ủa, mới tới 73 lần. Còn cái này lọt lòng là 64. Như vậy thì sao mà vô được? Kỹ ta. Chắc chắn nguyên nhân là do bà mua trên. Ờ, đúng không? Thì mua trên mạng nó giao tới vậy đó. Thôi vậy. Xây lại. Xây lại chi vậy? Đây, bí mật nằm ở chỗ này. Gì vậy? Ủa, gỡ được hả? Đổ xong. Ồ. Đâu đó coi. Ủa, sao cái gì thấy ghê quá vậy? Sao anh không sơn cái chỗ đó luôn đi? Quên.
dê mua hả mà bị người ta giao lộn hàng rồi. Bây giờ hả cái shop thuốc ở Hà Nội lượng rất là xa luôn, nên hả chắc là khỏi đổi lại luôn mọi người. Anh Đức với anh Tuấn bây giờ là sẽ cắt bớt cái nệm ra cho Gino nghe. Bây giờ mình sẽ cái củi lọt lòng của em là 64 thì anh sẽ cắt là 63 thôi. Đây là đo 63. Ok, còn chiều dài là nhiêu anh? Chiều dài là có 100 mấy à, nhưng mà để làm này trước. Đã như là 112 hay sao á. Chuyện của cái nệm rồi, bây giờ V sẽ inbox bộ quay cửa cho Gino nha. À đây, tăng 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 tăng. Ở đây tôi chọn họa tiết bé cá heo cực kỳ là cute, hột melo màu trắng và màu xanh dương. Để coi trong cái bộ quay cửa này nó có những cái gì. Ui, đây, một cái dương miệng để mình lót ngay đầu giường của em bé nè. À rồi, mấy cái này là mình sẽ bọc xung quanh để cho em bé hả đỡ bị đụng vô mấy cái nôi á mọi người. À, một miếng, hai miếng, ba miếng. Trời đất ơi, nhìn kỹ cute dễ sợ luôn. Mấy keo ở đây là người ta có đính những cái nút nè để nó cố định cái hình gì ta, hình vương miệng. À mà mọi người biết sao bà Dê chọn họa tiết cá heo không? Tại vì anh Đức rất là thích nuôi cá luôn, và đặc biệt Gino cũng là con trai nữa nên mình lựa chọn màu xanh và cá heo. Trời ơi, anh Bắc cũng thiếu nữa, còn một cái bọc nệm siêu cute cá heo chấn động cho Gino nữa. Gai gai gai, và bả vô, bả nệm vô đã. Sau khi bọc cái ra xong rồi thì nhìn khá là cute luôn mọi người ơi. Bây giờ anh xây cái nồi lại vậy nè. Đúng rồi, các bạn thấy đó. Rồi bây giờ bà Dê sẽ đặt cái vương miệng lên đầu cái nồi cho bé, rồi anh cột lại vậy đó. Bây giờ anh Đức sẽ cột lại để cố định nha mọi người. Tiếp theo mình sẽ chặn bốn góc lại cho em bé nha. Ủa bà Dê, bây giờ bà muốn sơn cái này màu trắng luôn, tôi sơn luôn cho. Sơn nào? Sơn mấy cái nệm nè. La quá à, dính người nhỏ sao. Em bé có thể nhìn lên và thấy những cái cute hộp me đó. Vậy anh Đức gắn cái này làm gì? Mình nghiên cứu thôi. Cái này nè anh, đó nó sai vậy nè anh. Dễ thương quá. Đúng rồi, nhưng mà hả bà Dê có mua thêm một cái hộp nhạc nữa mọi người. À mình gắn pin trong đây tí xíu nữa, nhạc là nó sẽ xoay theo cái nồi luôn đó, để cho em bé kích thích sự chú ý. Đây cái hình nè mọi người đó, một cái thanh treo nôi đó, mình treo như thế này là ok. Bây giờ anh gáp sao dính vô cái giường cho em là được. Rồi, ok. Nhưng mà trong cái thời gian chờ đợi thì bà Dê sẽ inbox thêm một cái món nữa. Nếu mà treo như vậy thì không có gấu bông hay gấu ơ gì cho bé đúng không? Thì đây tôi cũng order nước ngoài về một cái. Trời ơi dễ thương anh. Ủa sao nó ngược vậy ta? Đây à, vậy nè mọi người. Phi hành gia nè anh, dễ thương không? Đẹp. Ủa sao dướng dữ vậy? Từ để bà Dê coi. Trời ơi, lần đầu là mẹ còn bỡ ngỡ quá. Bởi vậy nhìn mấy cái đồ này ta nói nó lạ quá mấy keo ơi. Trời ơi. Ủa nó có tiếng luôn nè. Tí xíu mà nó xoay vòng nữa là quá keo lì. Rồi, okay. Giờ đi qua đây tôi gắp cho bà coi nè. Đó, bây giờ anh Đức sẽ nghiên cứu tháo cái cục này ra. Bây giờ tôi sẽ đặt cái gờ này lên trên đây đó, thấy không? Rồi sau đó tôi sẽ xiết con ốc này lại. Ê khoan, làm gì gắn dưới đất vậy? Sao nhỏ thấy trời, gắn trên đầu nhỏ nè. Ồ, đất ơi, chẳng lẽ mỗi lần mà nhìn cái xoay là phải nhìn ở dưới vô mọi người. Rồi xoay đi anh, đây đem dịnh cho. Trời ơi, gấu. Lần đầu là ba mẹ hơi bỡ ngỡ. Nhìn thích luôn nè. Đấy, chạy đâu. Xem thấy nó nghiêng nghiêng vậy ta. Cởi đi, mốt chỉnh lại sao. Đó, cái này chưa có pin, bởi vậy bà Dê với thầy Đức sẽ gỡ ra và gắn pin vô nha keo. Ui, có nhạc rồi. Ừ, nó say không anh? Ê, cái này nó đổi nhạc được á, nó nhiều bài hát lắm á. Cái gì vậy bà nội? Đổi nhạc đi, đổi nhạc. Gì vậy? Bất ổn thật ba. Trời ơi, nó hàng quá rồi mọi người. Bây giờ bà Dê sẽ treo thử vô nghe. Ủa?
Làm gì sát mặt nhỏ vậy, lỡ trúng ngay cái mỏ nó sao? Sát đâu sát cũng còn phải thở mà. Chị ta, em nhớ em mua cái cây này cao lắm mà trời. nâng cấp lên mọi người đã. Đã, vậy đi. Ok. Mà sao thấy nó yếu yếu ta. Thấy nó gùng gùng. Bữa nữa anh cột gia cố lại cho. Rồi, ok luôn. Nó hơi nghiêng xíu nha mọi người. Bây giờ mình bóc cho nó quay đi. Ờ, coi nó quay rồi. Nè, em bé đang nằm. Rồi, nó xoay. Đó, nó đang xoay á. Xoay nhẹ nhẹ mọi người đó. Nhìn rất là cute luôn. Ủa, còn cái gì nữa không? Còn gói mền nữa. Tăng tăng, đây là bộ gói mền rất là nhiều món luôn đó. Bà Dê quyết định là sẽ khui luôn cho Gino. Đây là một bạn fan đã tặng bà Dê cho mọi người. Thấy hộp màu xanh quá, bởi vậy quất luôn. Rồi đây, mình sẽ có hai cái gói ôm chặn em bé lại. Trời ơi, fan chị Dê mà tặng đồ luôn cho con chị Dê. Trời, dễ thương không keo đó, rất là xinh luôn. À cái này thì cái mền này xíu bà Dê đắp cho em bé sau. Bây giờ ui, là cái gói nào? Cái này xịn mà nhìn nó mát quá ha. Đúng rồi, đồ của em bé cái gì nó cũng mignon và nó nhỏ nhỏ hết. Dễ thương quá, muốn cái đầu có chút xíu gì để em này. Đúng rồi, cái đầu có chút xíu anh. Đặt cái đầu lên, ẩm nó đúng, chính xác luôn. Đó, bây giờ bà Dê sẽ đặt cái gói ở đây trước nè. Rồi cho em bé nằm ở đây. Rồi mình sẽ chặn người em bé lại như vậy. Sau đó đắp mền cho nó hả? Đúng rồi. À ví dụ mà tối lạnh quá thì mình đắp mền cho em bé. À mình đắp sương sương vậy hai. Ok. Đắp gì vậy? Đắp cái cổ vậy nè. Nóng nhỏ sao mùa hè mà. Nhưng mà tối nó lạnh lắm. Sao mà được? Mà đây vậy nó được. Nhưng mà Gino sẽ thấy sao mùa hè nóng đấy, lắm. Sao mùa hè cái gì bây giờ mà phủ ở trên đây luôn đi nè. Đó rồi đó, vậy được rồi chưa? Gánh quá. Bà Dê cũng đã hoàn thành chiếc nồi siêu cute cho Gino rồi nè mọi người ơi. À mọi người để thử xem á là hả cái nồi này được bao nhiêu điểm, comment phía dưới cho tôi với anh Đất biết nha. Ê anh, anh em để ý nha. Đây đây lên đây lên nè. Nãy giờ em thấy cái bộ đồ của anh giống cái nồi lắm rồi đó. Trời chứ sao, con trai của tôi mà. Trời ơi. Nhớ nha, đừng chui vô nồi nhỏ nằm nha trời, gãy nồi nhỏ đó. Ok luôn, vậy thì bây giờ bà Dê sẽ xin kết thúc clip tại đây. Hẹn mọi người clip tiếp theo. Chúng ta sẽ inbox đồ mới cho Gino nữa. Mọi người không clip đó comment phía dưới cho tôi biết luôn nha. Còn bây giờ thì bye bye. Lấy này con cá được luôn nha. Bye bye mấy bạn kìa.